Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng thế giới vẫn chưa thể vượt qua ngưỡng 1.900 USD trên một ao. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia tin rằng, nhà đầu tư sẽ một lần nữa quay trở lại với thị trường vàng bởi các nguyên tắc cơ bản hỗ trợ cho mặt hàng kim loại quý vẫn còn nguyên vẹn để tăng giá. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng buổi sáng ngày hôm nay, ngày 9 tháng 6 năm 2021, được phát trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất ở phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Ở thời điểm rạng sáng ngày hôm nay, ngày 9 tháng 6 năm 2021 theo giờ Việt Nam, vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1.892 cho đến 1.893,3 USD trên một ounce. Tụt giảm khoảng 5-6 USD so với lúc mở cửa phiên này là 1.898,56 USD trên ounce. Hợp đồng vàng giao ngay giảm 0,30%. Phạm vi giao dịch trong ngày, mức thấp nhất là 1.883,61 USD và mức cao nhất là 1.903,71 USD trên một ounce. Như vậy, so với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn khoảng 4,65 triệu đồng trên mỗi lượng, trong khi khoảng 10 ngày trước đó, mức chênh lệch chỉ là 3,89 triệu đồng trên lượng. Theo Reuters, giá vàng tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 7 tháng 6 vì đồng USD tăng làm suy yếu sức hấp dẫn của kim loại quý. Mặc dù lợi suất trái phiếu Mỹ phục hồi và triển vọng môi trường lãi suất thích ứng kéo dài đã kìm hãm phần nào đà giảm của giá vàng. Tại thời điểm khảo sát, chỉ số đô la index thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ trong rổ tiền tệ tăng 0,02% lên ngưỡng 90,155 điểm. Đồng USD mạnh khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua bằng ngoại tệ khác. Trong khi đó, dữ liệu việc làm hàng tháng thấp hơn kỳ vọng của Mỹ đã xoa dịu đi nỗi lo ngại của giới đầu tư về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ sớm thu hồi các biện pháp kích thích kinh tế. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã giảm xuống dưới 1,6% và neo gần đáy một tuần cũng đã hỗ trợ cho thị trường vàng. Vậy thì ở thời điểm này, liệu rằng xu hướng của giá vàng thời gian tới sẽ như thế nào? Theo Jeff Blake Haley, nhà phân tích thị trường cấp cao của ONDA nhận thấy, giá vàng giảm do sự mạnh lên của USD và đà phục hồi của Bitcoin. Theo ông Haley, mặc dù giá vàng đã có sự điều chỉnh trong những phiên gần đây, nhưng các nguyên tắc cơ bản để mặt hàng này tăng giá vẫn được duy trì, chỉ trong những trường hợp đường cong lợi suất của Mỹ tăng đột biến mới có khả năng thay đổi điều đó. Theo chuyên gia về kim loại quý, Gainer Vilcoin Everett Millman nhận định xu hướng của đồng USD song song với chính sách của Fed là điều cần thiết cho thị trường vàng. Trong ngắn hạn, ông Millman cho rằng kim loại quý có khả năng giao dịch trong khoảng 1.870 USD cho đến 1.890 USD trên ounce. Tuy nhiên, về lâu dài, mục tiêu của vàng sẽ là 2.100 USD trên một ounce. Theo ông Millman nói như sau, tôi nghĩ chúng ta có thể quay trở lại điều đó, có nhiều cơ hội để chạy cao hơn, đặc biệt là sau khi vàng rút khỏi mức cao kỷ lục trong tháng 8 năm 2020. Vì vậy, giới chuyên gia cho rằng bất kỳ thời điểm nào vàng quay đầu giảm giá cũng là cơ hội để mua vào. Trong tuần này, một số thông tin trên thị trường sẽ tác động đến giá vàng như là Mỹ sẽ công bố CPI, tỷ lệ thất nghiệp, v.v. Theo dự báo, xu hướng tăng giá của vàng trong tháng 5 kéo sang tháng 6 vẫn còn nguyên. Các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ lợi suất kho bạc Mỹ và lạm phát với các thông tin chuẩn bị cho cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed vào ngày 16 tháng 6. Hiện tại, các nhà đầu tư chuyển hướng chú ý sang báo cáo giá tiêu dùng của Mỹ và cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu được viết tắt là ECB dự kiến diễn ra vào cuối tuần này. Và trong thời gian vừa qua, chỉ trong tháng 5, 61,3 tấn vàng đã chảy vào các quỹ ETF. Theo dữ liệu mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới được viết tắt là VKFGC, có nhiều yếu tố khiến các nhà đầu tư một lần nữa quay trở lại với thị trường vàng. VKFGC cho biết 61,3 tấn vàng đã chảy vào các quỹ giao dịch trao đổi được hỗ trợ bằng vàng, được viết tắt là ETF trong tháng 5 2021. Các nhà phân tích tại VKFGC nhận định vàng hiện đang đi ngang trong năm và đã tăng 13% trong 2 tháng qua. Chúng tôi tin rằng nhu cầu đầu tư đã tăng lên và trực tiếp thúc đẩy kim loại quý. Mặc dù giá vàng đã không thể giữ được mức tăng của tháng trước trên 1.900 USD trên ounce, nhưng VKFGC tiếp tục nhận thấy các yếu tố hỗ trợ cho kim loại quý này trong thời gian tới.
Theo Adam Polakai, chuyên gia phân tích cấp cao của VKGC nói, vàng vẫn là một tài sản đầy hứa hẹn đối với các nhà đầu tư khi thị trường tiếp tục được kiểm soát bởi áp lực lạm phát, cộng với việc đồng USD suy giảm và lợi suất thực tế thấp hơn. Theo Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov, mới đây cũng thông báo Quỹ Tài sản Quốc gia được viết tắt là NVFF của Nga sẽ thay đổi tỷ trọng của đồng USD sẽ giảm từ 35% xuống 0% và cơ cấu của quỹ lần đầu tiên sẽ dự trữ thêm vàng, ước tính khoảng 20%. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số thông tin của thị trường vàng thế giới. Thế còn, giá vàng tại thị trường vàng trong nước diễn biến ra sao? Sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng bước vào một số thông tin của thị trường vàng trong nước. Ở thời điểm hiện tại, tại thị trường vàng thế giới vẫn đang trong xu hướng giảm và chưa thể vượt lên ngưỡng 1.900 USD trên ao. Tuy nhiên, tại thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua vẫn bật tăng khoảng 150.000 đồng trên mỗi lượng ở cả hai hướng mua và bán. Hiện tại, chênh lệch giữa giá mua và bán vẫn ở mức 600.000 đồng trên mỗi lượng, tuy đã giảm 50.000 đồng trên lượng ở cuối tuần trước, nhưng đây là mức khá cao so với trung bình các tháng qua chỉ chênh lệch trong khoảng 400.000 đồng trên mỗi lượng. Để quý vị và các bạn biết thêm chi tiết về thị trường vàng trong nước, sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng trong nước chi tiết được cập nhật mới nhất trong phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng ngày 9 tháng 6 năm 2021, và sau đây là nội dung chi tiết. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 5.675.000, bán ra 5.735.000. SJC Hà Nội, mua vào 5.675.000, bán ra 5.737.000. Doji Hồ Chí Minh, mua vào 5.685.000, bán ra 5.742.000. Doji Hà Nội, mua vào 5.675.000, bán ra 5.730.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội, mua vào 5.675.000, bán ra 5.735.000. Phú Quý SJC, mua vào 5.685.000, bán ra 5.730.000. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Đầu tiên là ngân hàng Exim Bank, chỉ mua vào là 5.675.000, bán ra là 5.725.000. Ngân hàng ACB, mua vào 5.670.000, bán ra 5.720.000. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng, mua vào 5.675.000, bán ra 5.737.000. SJC Nha Trang, mua vào 5.675.000, bán ra 5.737.000. SJC Cà Mau, mua vào 5.675.000, bán ra 5.737.000. SJC Bình Phước, mua vào 5.673.000, bán ra 5.737.000. SJC Huế, chiều mua vào là 5.672.000, bán ra 5.738.000. SJC Biên Hòa, chiều mua vào là 5.675.000, bán ra 5.735.000. SJC tại khu vực miền Tây, mua vào 5.675.000, bán ra 5.735.000. SJC Quảng Ngãi, mua vào 5.675.000, bán ra 5.735.000. SJC Long Xuyên, chiều mua vào là 5.677.000, bán ra 5.740.000. Tiếp theo là giá vàng bộ số 9 và vàng nữ trang SJC. Đầu tiên là nhẫn bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.288.000, bán ra 5.348.000. Vàng 4 số 9, mua vào 5.248.000, bán ra 5.318.000. Vàng 24K, mua vào 5.165.3.000, bán ra 5.265.3.000. Vàng 18K, mua vào là 3.803.9.000, bán ra 4.003.9.000. Vàng 14K, mua vào là 2.915.7.000, bán ra 3.115.7.000. Vàng 10K, mua vào là 2.032.8.000, bán ra 2.232.8.000. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi thông tin giá vàng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.